小美，我们晚上去吃日本料理吧。好吧，我要吃亲子冻、烧肉定食、寿司。哈，吃这么多哦。bạn có biết trong hội thoại vừa xong có bao nhiêu từ ngoại lai không? Có 5 từ lần. Trong video này, bạn sẽ học được 10 từ ngoại lai siêu thường dùng trong tiếng Hoa. Giống tiếng Việt, tiếng Hoa cũng sử dụng rất nhiều từ ngoại lai, bởi vì nhiều lúc ngôn ngữ của mình không thể dịch ra được từ vựng ngoại ngữ. Ví dụ, từ thứ nhất của hôm nay là lúa chỉ. Lúa chỉ. Trong tiếng Hoa, không có từ nào có thể dịch trực tiếp về khái niệm logic, nên mình phải giải thích là quy tắc và quy luật của tư duy. Nhưng mà nếu mỗi lần mình cứ nói quy tắc và quy luật của tư duy thì hơi dài và hơi mệt, nên mình đã phiên dịch từ này theo phát âm của nó, logic thành lúa chỉ. Adam，你在干嘛啊？我在背字典，因为我想学好越南文。这样不合逻辑。你应该学一点生词，然后去和别人聊天，这样才合逻辑啊。Từ vựng thứ hai là microphone. Microphone. Microphone bằng tiếng Hoa chính thức là truyền声器. Nhưng mà nhiều người đã quên nói microphone rồi. Nên giả sử bạn tự nhiên nói truyền声器, có thể có nhiều người không biết cái đó là gì. Lần sau nếu bạn cần sử dụng micro, bạn có thể nói microphone cho nhanh và đơn giản nhé. 好想唱卡拉 OK 哦。我也想啊，但是没钱去。啊，我有麦克风，不然我们在家唱吧。好啊，好啊。歌唱在别人街。算了算了，还是不要唱。假使 bạn thấy một cặp người yêu ăn tối tại nhà hàng Pháp và bỗng nhiên bạn nam cầu hôn bạn nữ, bạn có thấy romantic không? Romantic. Từ này cũng có thể dùng lãng mạn thay thế, vì hai từ này đều là từ tiếng Anh romantic phiên dịch sang tiếng Hoa. Ủa sao? Thay romantic. Từ vựng tiếp theo là khảo bệ. Khảo bệ. Từ này nghe giống sò nướng gì đó, nhưng mà thật sự là tiếng Anh copy. Tiếng Hoa chính thức của từ này là phụ trị. Lần sau bạn nghe khảo bệ, đừng có nghĩ là con sò gì nhé. Adam，帮我拷贝两份。好的，经理。要拷贝双面还是单面？双面。好的，我马上去。Lúc bạn cảm thấy buồn phiền hoặc là phụ nữ tới thời điểm đó mỗi tháng, mình đều có thể ăn chocolate. Chocolate. Cho mình vui lên và cho bạn nữ thoải mái hơn nhé. 我的肚子好痛哦。怎么了？你吃坏肚子吗？不是啦，我那个来了。哪个？那个啊。哦，那吃一点巧克力吧。你真体贴。Hồi xưa lúc Adam còn sống ở Úc, có một loại thực phẩm thường ăn mỗi ngày. Cái đó không tốt bởi vì là thịt chế biến. Thực phẩm đó là bacon. Bacon.弟弟，你要吃什么？老板，我要一份培根蛋吐司。要不要加美乃滋？不要。Từ vựng tiếp theo có nhiều người thích ăn và ở Việt Nam có rất là nhiều. Cái đó là yogurt. Yogurt. Ở Trung Quốc, yogurt được gọi là xoan nải. Xoan nải. So với Đài Loan, Việt Nam có rất nhiều yogurt ngon và rẻ.
阿翔，要吃优格吗？有哪些口味？有草莓口味和蓝莓口味。吃草莓口味的优格吧。Bạn có thường ăn yogurt không? Nếu bạn thường ăn, bạn nhớ bấm thích của video này nhé. Từ thứ 8 là su yến. Su yến. Su yến được mượn từ tiếng Nhật. Từ này hình dung một cô gái không trang điểm và có một dung mạo tự nhiên. Ê, Xiao Mei, 你今天好漂亮哦。你有化妆吗? 没有啦,我今天素颜。真的假的？真的啦。Từ vựng thứ 9 là chính sứ. Chính sứ. Chính sứ là món ăn có phần vừa, không chế biến nhiều và ít năng lượng. Càng ngày càng nhiều người chú trọng sức khỏe của mình, nên họ có thể chỉ ăn chính sứ vào buổi trưa để giữ sức khỏe của mình. 小美，中午你想吃什么？喂。最近我在减肥欸。那么我们去吃轻食吧。好啊，有什么轻食？你觉得鸡肉沙拉怎么样？ Từ vựng tiếp theo cũng là mượn từ tiếng Nhật. Mình có thể dùng từ này nói về một người biến thái hoặc là háo sắc. Từ này là chi hạn. Chi hạn.嗨，小美，我刚刚在电梯遇到痴汉欸。蛤？真的假的？他做了什么？他摸我屁股。你这么肥，他还吃得下？ Bạn cảm thấy từ ngoại lai có dễ học hơn từ bản ngữ không? Nhớ bình luận ở bên dưới chia sẻ với chúng tôi nhé. Trong video tiếp theo.Bạn sẽ học về tiếng lóng tiếng Hoa phần 2. Nếu bạn muốn nói chuyện hay hơn và tự nhiên giống người bản ngữ hơn, bạn nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một buổi không nào về Adam và Howard nhé. Nếu bạn đã học được cái gì đó sau khi xem video này, bạn nhớ ấn thích và chia sẻ video này với bạn bè của bạn nhé. 谢谢你观看我们的影片，我们下次见。